tắm. Còn mẹ thì đang me nheo. Được chưa? Đi tắm nhá. Ngày thứ hai bà mọc râu luôn rồi. Mọc râu quá trời râu. Con này thơm lắm. Thơm cực kỳ luôn. Em bé sơ sinh thơm lắm. Bây giờ mẹ bỉm rồi, hết là mẹ bầu rồi. Vừa mới đi spa về, thấy mặt nó sung sướng ghê chưa. Con thì được tắm rồi. Con thì được các cô mới tắm xong. Đó. Vợ con là đã sạch sẽ, sung sướng. Chỉ có chồng là mọc một đống râu thôi. Vất vả, khổ sở. Hôm nay là ngày xuất viện của hai mẹ con. Con vừa mới bú xong, rất là ngoan, đang ngủ. Mẹ cũng đang chuẩn bị về và con sẽ về nhà. Đây nhá, con nhá, về nhà với ba mẹ nhá. Trời ơi. Con yêu, đã về nhà. Nhà đã sạch sẽ, để chờ con. Da 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 da. Con yêu về nhà nhá. Về nhà rồi nè. Chào con. Đây là có một chữ tên là Nhật này, một chữ tên là Vân, là sẽ là có một cái chữ tên con. Hello mọi người, hôm nay mình sẽ bắt đầu set up cái phòng này, transform từ một cái phòng mà trước đây hai vợ chồng để đồ quần áo cũng như là một vài những cái mỹ phẩm cá nhân trở thành phòng em bé. Cái phòng này sau này sẽ là chỉ dành riêng cho em trong cái thời gian mà có lẽ là từ 0 cho đến 1-2 tuần. Hy vọng là một thời gian gần thì vợ chồng có thể tìm một căn nhà khác to hơn. Nhưng mà cái việc mà chuyển nhà, từ nhà nó cũng không dễ dàng gì. Bởi vì sau khi mình mua được một căn nhà ý, mình phải mất thời gian để mà làm nội thất. Thì cái đó chắc cũng phải mất chừng 6 tháng hoặc là hơn. Cho nên cái tốt nhất là transform cái phòng hiện tại trở thành phòng em bé. Và bắt đầu là từ cái nôi này. Cái nôi này hoàn toàn bằng gỗ. Hiện tại là mình đặt ở giữa phòng. Bây giờ sẽ bắt đầu unbox một vài những cái thứ để mà setup thành phòng em bé. Ok, cái này mình đã được đặt lên rồi. Đây có hai phần, một là cái nôi, hai là cái ghế. Rất là tốt nhé. Bắt đầu một cái phần này ra. Toàn bộ vật dụng cho em bé đã được giặt hấp và tiêu chuẩn rất là kỹ lưỡng trước khi mang ra sử dụng. Tất cả những cái hàng đóng gói là đều được giặt một cách rất là kỹ càng để đảm bảo vệ sinh cho em bé. Khi mà setup xong cái nôi và các cái tấm lót xung quanh thì chúng ta cần có nên nên có thêm một cái tấm khăn trải giống như vậy để đảm bảo là em bé nằm thứ nhất là êm hơn, thứ hai nữa là nếu mà có tè hay có vệ sinh gì đó thì cũng có một cái tấm như vậy ha, để đảm bảo vệ sinh cho em bé. Rồi điều dưỡng vậy là có khuyên là khi mà em bé sơ sinh mới ra đời thì có thể sử dụng cái khăn gấp lại một đôi để cho em bé lót đọng.
thay vì sử dụng cái một cái gối như vậy, cái gối này thì cho khoảng chừng 1-2 tuần tới thì mới nên sử dụng. Thì thường là những cái gối bây giờ họ hay thiết kế là lõm ở phần giữa để khi mà em bé nằm lên thì nó không có bị bẹt đập. Sẽ để tặng đây. Đấy, cái gối bình thường. Đúng không ạ? Thì cũng được dập là nấp được sạch sẽ, mình sẽ tặng để sang bên này. Ở đây cũng có một cái đống trải này. Đống trải này cho em. Cái này với cái này là một bộ này. Tấm chăn và gối sặc. Thì thật ra là dưới là mình đã có một cái tấm chăn rồi. Đó. Và dưới là mình đã có một cái tấm nệm rồi. Cho nên là mình chỉ cần để cái này ra là một cái chăn để đắp cho em mà thôi. Đây là cái chăn. Chăn cho em bé thì tạm thời mình cứ gấp lại. Gấp lại. Này. Cuối cùng là cái gối chặn để cho em bé không có lăn tùm lum. Xin sáng cái mọt nhẹ cho bé nằm ở giữa, thế là không có sợ bé lăn nhé. Đây là một cái ngăn tủ chống hoàn toàn dành cho đồ của em bé. Thì có rất là nhiều ngăn và mình sẽ phân chia ra là những cái đồ nào mà thường xuyên sử dụng thì đưa xuống ngăn cuối cùng để lấy, và những cái nào mà ít sử dụng có thể là để lên trên. Như vậy thì trên cùng sẽ là những cái như là gối của em bé này, nệm của em bé này, là mình có thể là một tuần mình chỉ xài có một lần thôi, và ngăn này chắc chắn phải là bã này. Trên đây thì dễ là không của này. Bắt đầu nhé, tã để lên là ok này. Xong sau đó lên một vài những cái tã này này. Hay có phải cái này như của mẹ. Của mẹ thì bỏ sang một bên. Cái này là của mẹ luôn. Thật ra thì mình cũng nên để hai cái bịch khăn như vậy. Cái này khăn đấy. Để còn lau mông cho em khi mà em đi. Rồi. Còn lại thì đây. Đây là một cái box. Box này box medicine. Box medicine thì còn khá là nhiều cái đồ mà cần dùng. Các bài tả. Có được của mẹ luôn. Thì tốt nhất là vẫn để lên ở đây. Thì mà nếu như mà có cần sách đi đâu được thì phòng này sang phòng khác thì có được. Trên đây bắt đầu để khăn. Rồi sau đó là quần áo của anh ấy, cái đồ mà anh ấy đang sử dụng. Còn được này, cái là mình lấy ra thì mình chỉ lấy sau đó mình có nhớ là đều đặn, mỗi lần giặt như vậy, hấp lại, giữ vệ sinh. Anh bé thì có rất nhiều đồ. Nhiều đồ lắm nhỉ. Của anh còn phải vô nhiều hơn nữa. Thế thì mình sẽ xài. Bây giờ những cái vật dụng để cho em.
sữa này. Sữa thì chúng ta có thể lấy ra. Quá là trời bình sữa. Máy hút sữa. Chưa nóng. Không biết xài. Cái này là hàng của mẹ. Không biết xài không. Cứ để đây. Hình như đó là cái máy hút sữa bằng tay đó. Còn lại thì có cái máy hút sữa. Máy hút sữa bằng cái này là dùng của mẹ này. Đây là máy hút sữa bằng điện. Máy sữa thì còn một cái món rất là quan trọng nhé. Đây là cái máy tiệt trùng và làm ấm sữa. Cái này cũng cực kỳ quan trọng, tại vì em bé là sau khi mỗi lần mà mình sử dụng cái bình này là mình phải tiệt trùng và chắc chắn là mình phải làm ấm sữa cho em bé uống ở cái nhiệt độ độ ấm một chút. Chỉ cần sữa mà để lạnh quá thì không. Theo cái hình này là mình có thể lấy được 2 bình. Này là gì không biết luôn. Như là nó là vào dụng thì để lên trên. À, một ngón tay trẻ bé này. Một ngón tay. Đây. Cái này đồ cho mẹ. Tạm thời để cho mẹ. Làm vệ sinh cho miệng và răng lợi của em bé. Đồ của mẹ thì vlog sau cho mẹ làm. Đây là đồ chơi này. Cái đồ chơi này cũng là đồ chơi của mẹ, không phải đồ chơi của em bé nha. Đấy, em bé đâu có thò vào đây ngó ngó ngó. Vì nó là đồ chơi của mẹ cho nên là để vào vlog của mẹ làm. Và như vậy là tạm ổn nhé. Thực ra là mình mua rất là nhiều đúng không? Đã phân ra hai giai đoạn, một là giai đoạn bé sơ sinh, hai nữa là giai đoạn bé từ 3 đến 6 tháng. Và một tổng lại là sống cho mẹ bầu cũng bây giờ là mẹ bị thì trong cái vlog này mình chỉ nói sơ qua là những cái cơ bản nhất cần phải chuẩn bị khi mà đón em bé từ bệnh viện về nhà. Và chắc chắn là cái phòng này cũng như là các cái gian tủ này nó sẽ phải nhiều hơn rất là nhiều lần. Bởi vì trải qua 2 ngày ở bệnh viện ấy, thì mới cảm nhận và mới hiểu được là cái tập độ sử dụng quần áo, khăn và tã của em là rất là nhiều. Sữa thì em bú sữa mẹ có lẽ là phải gấp 3 lần những vật dụng mà mình đã mua là cần thiết dành cho em bé trong giai đoạn sơ sinh này. Ví dụ như là cái bộ này thì mình cũng chưa mua nhiều những cái tập pet lot này, chắc chắn là mình phải mua xong một phần để mà giặt vệ sinh. Thì khi mà mình giặt vệ sinh chăn mền nệm các thứ thì em bé cũng phải có những món khác để mà thay vào sử dụng đó. Vậy thôi, hy vọng là cái vlog này cũng chia sẻ được một ít kinh nghiệm dành cho các ông bố cũng như là các bà mẹ.
Mỗi ngón tay thì dài quá cơ. Dài quá cơ con ơi. Chương 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 nha. Và đi cho em nha. Nội ơi, lúc nào ngậm tay về. Ấy thương lắm. Đón em bé về. Mẹ hảo lên chết đây. Thương quá. Xuyên con vẽ tay đi nào. Vẽ tay, vẽ tay. Vẽ tay kìa. Vô chưa? Hello. Đây là phòng của con. Con có thích phòng của con không? Phòng của con đấy. Phòng của con đấy cả. Để con xuống nhé. Con xuống con nằm ở trong cái túi mới của con nhé. Nào. Ô, tụt mất cái nón rồi. Tụt mất cái nón rồi. Êm chưa? Nằm êm chưa? Thích quá. Yên bình quá. Đi 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 cổ em xong rồi kéo xuống. Về nhà đủ bộ rồi đấy. Trương, Trương. Trời ơi, hello, hello. Nằm ở đây nó mới là nhà của con nhỉ. Hello. Yêu ghê chưa? Cái cổ áo kìa, nó cứ mặc cao có khổ lắm. Áo khổ có điệu quá. Lính thủy, lính thủy. Giới thiệu với mọi người, đây là một cái view rất là đẹp. Mọi người có thấy cái view này không? View này là view nhìn qua sông Sài Gòn vào buổi tối đẹp lung linh. Và ở cái view này thì có một cái nệm cũng rất là đẹp luôn. Đó, cái nệm này gọi là nệm VIP dành cho hai bà khi mà hai bà ở lại trông cháu. Đó, nằm rất là êm và view đẹp. Hello, hello, rất là hân hạnh. Hai bà vui quá, đón cháu về. Rất là vui.